Hey, xin chào các bạn. Bây giờ hôm nay Thiên Vũ sẽ quay video clip mà các bạn đang mong chờ, đó chính là Thiên Vũ sẽ hát thử cái tai mic mà Thiên Vũ đang khuyến mãi tặng cho khách hàng để có cái echo hát trên những dòng lo chuyên nghiệp như là Spoo X1 Pro nè, JBL N1 nè, và JBL N1 Pro nè. Đây là những dòng sản phẩm mà được khách hàng lựa chọn về cái chất âm của nó rất là nhiều. Rất là chuộng, nhưng mà điểm yếu của nó chính là không có echo và hát rất là nặng. Thì hôm nay Thiên Vũ, đây là một sản phẩm Thiên Vũ không bán lẻ mà Thiên Vũ sẽ dành tặng cho khách hàng của mình. Khi mua sản phẩm ở tại Thiên Vũ, các bạn có thể truy cập vào website thiên vũ.com.vn và search JBL N1. Các bạn có thể thấy chương trình khuyến mãi đó. Giá vẫn là giá cũ, nhưng mà sẽ tặng cái bộ micro này sẽ có giá trị cho mọi người. Cái micro này thì Thiên Vũ cũng đã được độ lại chút xíu về cái chất âm để cho nó phù hợp với cái dòng loa này. Chắc chắn sẽ làm mọi người hài lòng và mọi người có thể đến tại showroom hát thử. Thiên Vũ luôn có hàng được mua sẵn cho mọi người cùng hát thử ha. Thì bây giờ hôm nay đợt trước, video clip trước là mình đã hát thử và cho người xem cái đó là cái đầu xua của khách hàng thôi, còn đây là cái đầu mà Thiên Vũ đã set up cho khách hàng và kết hợp khách hàng đã được độ lên cho mọi người hát cái echo nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Mọi người có thể có những bản karaoke vui vẻ với bạn bè của mình, những cuộc chơi của mình. Bây giờ mọi người lại lại xem coi Thiên Vũ như thế nào và sẽ test cái này cho mọi người. Rồi, mời bạn quay. Để hiện tại á, cái này á thì Thiên Vũ xin lỗi mọi người xíu nha. Rồi, ok. Đây là cái kệ mà gọi là nó để máy tính bảng trên. Đây là demo của JBL N1 Pro. Đây là cái kệ máy tính bảng mà có thể hát đây và kết nối Bluetooth. Ở cái JBL N1 này nó có một ngõ USB, các bạn có thể dành cho nó cái sạc cho cái nguồn micro này, hoặc là cục sạc sạc nó trên cái iPad này, các bạn có thể để hát và trình diễn. Rồi, lấy ra cho mọi người xem được kỹ hơn. Rồi, đó. Và đây là cục sạc mà Thiên Vũ làm cho khách hàng đây. Nó bao gồm hai tay mic nha mọi người, hai tay, cứ vay một tay, đó, một line. Cái vệt ở trên cái JBL này á, nó khá là ngắn nhưng mà nó rất là hay, nên mình sẽ tận dụng làm mát để cho micro nhẹ. Mọi người có thể thấy là Thiên Vũ nó rất là nhẹ nhàng và không hề dùng hơi, cực kỳ đó. Đấy, ở đây là mình tắt mở echo, tắt mở vệt nè, ở lượt hay 6 mở vệt nè, hay 6. Mình chưa mở tính năng echo nha, vậy mình sẽ mở tính năng echo và sẽ test thử cho mọi người. Bây giờ mình sẽ mở tính năng echo ở trên cái tai mic này. Rồi. Alo. Hey, hey, hey. Rồi, mọi người thấy không ạ? Rồi. Tăng lên nữa nè. Hey. Hey. 6 7 2. Đó, giờ mình sẽ tăng lên thêm xíu nữa. Alo. Hey, 6 7. À, rất là đã đúng không mọi người? Hơi ra rất là nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ luôn, không phải hú. Mình sẽ test thử đứng gần lo sao sao. Alo, 1 2 6 7. Alo, hey, 6 7 1 2 6 7. Alo, hey, 6 7 1 2 6 7. Không phải hú. À mọi người ha. Chúng ta đứng hát của tư của mình và hơi rất nhẹ. Độ hú của đồng biết này cũng khá là ok đó mọi người. Bây giờ mình test thử mình hát thử một bài nha. Rồi, bạn đã chứ quay đi. Hát thử đó. Lấy âm thanh từ phía trước á. Ừ ơi. Quay phía trước đi. Ok. Rồi, mọi người chờ một xíu. Rồi, ok. Mình sẽ hát thử bài gì đây? Quốc bài này đi. Ok, dịch luôn. Mọi người lắng nghe âm thanh như thế nào ha? Đây là lời Mình sẽ chỉnh echo cho cái này. Cái này là hàng quà tặng nha, mình không có bán lẻ nha mọi người. Tặng cho khách hàng của mình thôi. Mà dù sống cũng chẳng ước mơ, vì ta không tận tình sẽ đâu, mà tình đâu sẽ không vương bền. Dù tình buồn rồi tình sẽ vỡ tan. Đoạn này không hiểu nhé. Mọi người thấy cái echo chưa? Hơi nó ra nó khá là nhẹ. Coi cho dễ nhìn.
niềm mơ ước chỉ là ước ao, vì thực tế chỉ là phù phàng. Em giờ đây đã sắp muốn ngang, buồn này đây lại cuộc tình hoang mang. Giọt nước mắt giờ cũng đã rơi, giọt nước mắt xóa tan câu thề. Dập dần thì dần mình không không đông đông, giờ mới không cho tình yêu chúng ta. Em yêu hết sao yêu em gần em, anh luôn gần chết tim em kề bên. Nhưng cớ sao em ơi, em đã xa anh rồi, để trái tim khô không còn giọt máu. Em yêu hết sao yêu xa bỏ anh, ở phương nào có ai chắc lòng anh. Có nhớ không em ơi, hai chúng ta đã thề, dù cớ sao mãi ta cũng chẳng thể. Okay. Đó là echo nó vừa phải. Giờ mình thử cái này kết hợp với bệnh nha. Bây giờ mình sẽ chọn nhiều echo tí xíu nữa. Cho thêm một nắm echo nữa. Ok. Alo. Chỉ là ước, vì tuyệt thế chỉ là phù phàng. Em giờ đây đã sắp muốn gặp. Một ngày đây đây có tình hoang mang. Giọt nước mắt bất giờ cũng đã rơi, giọt nước mắt vẫn xóa ta có thể. Một lời thề rằng mình không đau đâu. Giờ phải khóc cho tình yêu chúng ta. Em yêu hết sao yêu em cần em, anh luôn cần trách em em kề bên. Nhưng cứ sao anh ơi, em đã xa anh rồi, để trái tim cô không còn gió gió. Em yêu hết sao đi xa vòi, ở phương nào có ai chắc lòng anh. Có nhớ không em ơi, hai chúng ta đã thề, dù cửa sao hai ta cũng chẳng thể để đến con đường. Ok. Ok, như vậy là mình đã quay xong và mình đã trải nghiệm mọi cho mọi người thấy và hát thử cái trên micro này. Mọi người đánh giá thế nào hãy để lại comment bên dưới. Và nhớ đừng quên bấm đăng ký và nhấn vào cái chuông để ủng hộ và xem những video clip mới nhất của Từ Thiên Vũ nhé. Bye, hẹn gặp lại.